Hello xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của cali sài gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và xin chúc cho những ai đang đi tìm người thân người bạn của mình người bố của mình người mẹ của mình hay là tìm người anh em gì đó sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường đời đâu đó thì ở trên mạng xã hội hoặc là trên nền tảng của Facebook thì chúng ta cũng thấy đâu lâu lâu thỉnh thoảng thì có người đi tìm người thân nhưng mà ở trên Facebook thì nó giới hạn rất nhiều cho nên sự tìm kiếm người thân thì nó cũng bị giới hạn lắm không các bạn ăn nếu mà ở trên YouTube thì nó đỡ hơn nhiều tại vì có nhiều kênh lượt follow chẳng hạn như là mấy trăm ngàn người cả triệu người thì khi mà tiếng nói của người ta cái clip của người ta được post ở lên trên mạng xã hội thì sẽ nhiều người biết hơn nó rộng rãi hơn Còn trên Facebook thì nó rất là bị giới hạn à, Kênh của mình thì Cũng được 60 mấy 70 ngàn người 60 mấy à 60 mấy ngàn người đăng ký Thì mình cũng nghĩ rằng à, Cũng có một cái à, Tiếng nói cũng ok Thì để, để cho những người mà Đi tìm bạn đó, Hoặc là đi tìm bố mình, đi tìm mẹ của mình được nó Nó sẽ được rộng rãi hơn mình làm cái này uh, tại vì mình thấy trên Facebook có một người con đang đi tìm bố với lại cái lời lẽ quá tha thiết Cho nên uh, mình mới làm cái clip này để mong rằng bạn ấy sẽ tìm được bố của mình trong thời gian ngắn nhất Tại vì có một uh, số người người sau khi người ta đọc xong các bạn, có người thì rớt nước mắt Người ta nói sau khi đọc xong cái lời cầu khẩn này thì họ không kèm được nước mắt cái cô này hình như là du học sinh hay sao á <laughs> vâng bây giờ mình sẽ tóm tắt cái, cái uh, câu chuyện của bạn này đi tìm bố ha có lẽ cô này tên là thúy nguyễn hay là thùy nguyễn gì ha dẫu biết hy vọng mong manh lắm nhưng mình vẫn muốn một lần thử xem sao mình muốn tìm bố của mình là Đỗ Bảo Điền sinh năm 1957, đi vượt biên vào năm 1989 hoặc là năm 1990 và từ đó mình không có tin tức gì của bố nữa. Nhà ở Việt Nam ở đường Tôn Thất Hiệp, quận 11 và Lê Thị Riêng, quận Nhất. Một trong những mục đích mình đến Mỹ cùng mẹ là để nói gần khoảng cách với bố nhiều hơn với hy vọng ấp ủ bố vẫn còn sống gửi bố dẫu chỉ là không phải không một phần trăm hy vọng hay là không có hy vọng nào nữa mẹ và con vẫn chờ và vẫn mong con đã từng ích kỷ không để mẹ đến với bất cứ ai chỉ vì không muốn bố trở về trong lẻ loi sau này lớn hơn con muốn mẹ có được hạnh phúc của chính mình thì con nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí của bố trong tim mẹ con đã từng kiên quyết rằng mẹ có thể một mình đợi bố bao năm thì bố nhất định cũng phải như thế với mẹ nhưng rồi năm tháng trôi đối với hai mẹ con của con chỉ cần bố được sống khỏe mạnh an yên ở đâu đó cũng là một phước lành cuộc sống đã ban tặng cho gia đình của mình rồi. Cho dù thế nào đi nữa, bố vẫn là bố của con, chỉ mong được gặp bố một lần. Có thể sau đó bố sẽ quay về với cuộc sống riêng của bố cũng được. Con sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của bố. Hãy tin là con đã vũ đã đủ vững chãi để đón nhận mọi chuyện dù tốt hay là xấu. Chỉ cần biết bố vẫn còn sống. Chỉ mong được gặp bố dẫu chỉ một lần trong cuộc đời mà thôi. Với hình ảnh này thì chúng ta cũng thấy hình ảnh bên ngoài thì cô bé này... Um, còn nhỏ các bạn ha trong cái trong cái bức ảnh đó Để mình xem lại ha vâng à, cái hình ảnh này thì được đăng ở trên cái một cái cái trên mạng Facebook các bạn của tại thành phố của mình đó là chợ người Việt ở Sacramento, El Cro và Stockton. Tại thành phố của mình ở là thành phố Sacramento. El Cro thì sát bên thôi, chỉ cách 5 phút à. Tuy rằng nó là tại vì nó hai thành phố khác nhau các bạn ha. Nó thuộc cái county khác nhau, Sacramento với lại El Cro. Nhưng mà mình ở thì Sacramento nhưng mà băng qua bên đường bên kia là El Cro. Còn thành phố Stockton thì cách của mình khoảng cỡ 45 phút. nhưng mà bạn này thì lại không có đề cái số điện thoại hoặc địa chỉ chỗ nào hoặc email như thế nào để nếu mà người nào biết được thì sẽ liên lạc được <laughs> với cái tấm lòng mong gặp lại bố dẫu chỉ một lần trong cuộc đời mà thôi cho nên làm cho tôi cảm động và tôi làm cái clip này để mong rằng mình sẽ giúp được cô ấy để tìm được bố của mình các bạn cũng cũng biết mà khi mà con cái mà họ muốn đi tìm người cha hoặc người mẹ đó các bạn, họ ấp ủ trong lòng với lại cái một cái hy vọng là là sẽ gặp lại người thân của mình dẫu uh, cuộc đời có thay đổi như thế nào thì họ cũng mong rằng sẽ gặp lại người thân, không các bạn con cái thì lúc nào cũng ích kỷ gì đó hồi lúc nhỏ chúng ta cũng ích kỷ gì thôi hồi lúc mà phải nói là từ cái tuổi mà 15 trở lại á, thì chúng ta lúc nào cũng mong muốn rằng à, không có ai được đến gần gần với cha ngoài mẹ hoặc là không được ai đến gần với mẹ ngoài cha của mình mà thôi nhưng sự ích kỷ đó thì nó sẽ theo năm tháng thay đổi khi mà thấy mẹ mình hoặc cha mình sống một mình cô đơn trong suốt quãng cuộc đời thì lúc đó chúng ta bừng tỉnh và chúng ta cũng muốn mẹ có một cái người bên cạnh để trò chuyện bầu bạn nhưng mình mình thì cũng có lập gia đình đi rồi ai ở bên cạnh mẹ đây ai ở bên cạnh bố đây lúc đó chúng ta ích kỷ mà khi chúng ta lập gia đình rồi thì chúng ta mới biết được cái sự đó à, nhưng mà có cái chuyện đời thì nó cũng không phải là như chúng ta nghĩ đâu có nhiều người khi mà à, họ phát hiện được cái sự cô đơn của mẹ hay là của bố họ muốn mẹ có một người bạn bên cạnh thì họ phát hiện ra rằng à, sự suy nghĩ của họ cũng giống như mẹ của họ hồi họ, họ, lúc mà họ suy nghĩ lúc mà họ còn nhỏ là là không ai thay đổi được hình bóng của cha của bạn ấy trong trái tim của người mẹ à, hoặc là không ai hết nào người nào thay thế được hình bóng của người vợ trong trong lòng của người bố vâng à, đây là một đoạn à, clip video ngắn mình à, muốn giúp bạn à, Thúy Nguyễn hay là Thùy Nguyễn hay là Thủy Nguyễn Tìm lại người bố của mình Một lần nữa thì Mình xin nhắc lại ha Là Người bố Tên là Đỗ Bảo Điền Sinh năm 1957 Đi vượt biên vào khoảng Năm 1989 Hoặc năm 1990 Nhà của bạn này lúc trước ở Việt Nam thì là ở đường tôn thất hiệp quận 11 và lê thị riêng quận nhất ừ. nếu mà ai ở uh, khu vực sacramento el cro hay stockton biết được cái uh, cái tin tức mà ông đỗ bỏ điền này còn sống ha thì uh, hãy liên lạc với lại cái uh, trên uh, trang mạng là chợ người việt ở sacramento el cro và stockton hoặc có thể bình luận ở dưới cái clip video của mình để mình có thể thông báo cho cái cô Thủy Nguyễn hay là Thúy Nguyễn hay là Thủy Nguyễn này để biết rằng cha của cô hiện đang ở đâu ở đâu để cô ấy có thể mong gặp được người cha của mình Vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một đoạn thông tin là tìm người thân Xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin chào.